Top 10 sinh vật huyền bí trong Harry Potter. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với News TV. Harry Potter đã làm say lòng bao độc giả trên toàn thế giới. Tác phẩm mang người đọc đến với một thế giới pháp thuật đầy huyền ảo cũng như là những cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn. Ngoài những pháp thuật bùa chú kỳ diệu ra, thì những sinh vật trong tác phẩm này cũng đầy sự kỳ bí, thỏa sức tưởng tượng cho độc giả. Hãy cùng với News TV tìm hiểu về 10 sinh vật huyền bí trong Harry Potter nhé. Số 1, tử xà Basilisk. Tử xà hay xà vương đầu tiên trên thế giới vốn được Hasbro xảo quyệt, một phù thủy hắc ám người Hy Lạp và cũng là một xà khẩu lai tạo. Sau vô số thử nghiệm, ông ta khám phá ra rằng nếu để một con cóc ấp một quả trứng gà thì sẽ nở ra một con rắn khổng lồ, sở hữu những quyền năng nguy hiểm khủng khiếp. Ở dưới trăng tròn, quả trứng sẽ có thể nở nhanh hơn so với những điều kiện thông thường. Tử xà là một con rắn màu xanh lục sáng hoặc là xám, có thể dài đến hơn 15 mét. Con được có màu đỏ tươi, da của Basilisk được bọc thép giống như da rồng, có thể làm chệch hướng các phép thuật tác động lên nó. Giống các loài rắn khác, Basilisk cũng lột xác theo chu kỳ khi nó lớn lên. Răng nanh của tử xà rất lớn, nhọn và có độc chất bên trong, tức là vẫn có thể cầm chiếc răng đó bằng tay trần. Thứ độc này đáng sợ đến mức có thể phá hủy cả những vật chất vô cơ đến mức không thể khôi phục như trường sinh, linh giá. Và trên thế giới chỉ có một loại thuốc giải duy nhất, nước mắt của Phượng Hoàng. Người bị trúng độc sẽ rơi vào tình trạng lờ đờ, buồn ngủ, mờ mắt và sẽ chết trong vài phút. Đặc biệt, tử xà sở hữu ánh mắt đầy chết chóc. Bất kỳ ai nhìn thẳng vào nó, kể cả đeo kính, cũng sẽ chết ngay lập tức. Còn gián tiếp như nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương thì sẽ chỉ bị hóa đá. Nếu một con ma nhìn vào mắt của nó, họ sẽ bị hóa đá bởi người chết không thể chết thêm lần nữa. Nếu một camera được phản chiếu lên mắt của con rắn thì ống kính và phim sẽ tan chảy. Dĩ nhiên thì năng lực đó không thể tác động được lên Phượng Hoàng. Với nạn nhân bị hóa đá, họ có thể được trị khỏi nếu được sử dụng thuốc từ cây Mandrake. Nếu nguồn thức ăn dồi dào, tử xà ăn tất cả các con thú có vú, chim và phần lớn các loài bò sát. Nó có thể sống rất dai trong điều kiện tự nhiên. Người ta tin rằng con tử xà của Hobo xảo quyệt đã sống khoảng 900 năm, còn con của Salazar Slytherin được ước tính là đã sống cả ngàn năm do nó đã rơi vào giấc ngủ sâu trước khi bị đánh thức, khiến nó không bị lão hóa trong một thời gian rất dài. Từ thời Trung Cổ thì việc ấp nở tử xà đã là bất hợp pháp, dù vậy có thể dễ dàng che giấu việc này bằng cách giấu quả trứng gà đang để dưới bụng con cóc khi sẽ điều phối và kiểm soát sinh vật pháp thuật ập đến kiểm tra. Tuy vậy, do không ai có thể điều khiển được tử xà ngoại trừ các xà khẩu, nên chúng nguy hiểm ngay cả với những phù thủy hắc ám cũng như những người khác, và đã không có bất cứ ghi nhận nào về tử xà tại nước Anh trong ít nhất là 400 năm qua, theo New Scamander. Dĩ nhiên là cho đến năm 1943, khi Tom Riddle, Lord Voldemort, thời trẻ, mở cửa phòng chứa bí mật tại Hogwarts và điều khiển con tử xà của Salazar Slytherin, giết hại một nữ sinh tên là Myrtle Warren và làm nhiều người gốc Muggle bị hóa đá. Basilisk là khắc tinh đối với loài nhện, kể cả với những loài đáng sợ như là Afromantula. Trong đó thì Afrogoth đã tỏ ra rất e dè khi nhắc đến Basilisk. Tuy vậy thì Basilisk lại có điểm yếu chí tử là tiếng gáy của gà trống, bởi chúng có thể sẽ chết ngay khi nghe thấy. Một điều cơ bản mà khá nhiều fan đã nhầm lẫn đó chính là Basilisk của vũ trụ Harry Potter quả thật là tương đồng với truyền thuyết chứ không phải là bịa như nhiều người tưởng. Có khá nhiều người nhầm nó với sinh vật quái dị gần tương đồng như thế là Cockstrike, một con gà có đuôi rắn. Số 2 là Phượng Hoàng, Phocas. Được thuần hóa bởi Dumbledore, Phocas được nhắc đến lần đầu trong tập 2 Harry Potter và phòng chứa bí mật. Phocas là một trợ thủ đắc lực giúp cho Harry Potter chống lại tử xà Basilisk, cũng như giải độc cho Harry. Phượng Hoàng là một loài vật bất tử trong Harry Potter. Mỗi khi sắp chết, chúng lại tự thiêu bản thân và tái sinh từ tro tàn. Được miêu tả là có một thân hình mảnh mai, nhưng lại có khả năng mang những vật nặng lớn hơn trọng lượng cơ thể rất nhiều lần. Ngoài ra, khả năng tái sinh cho người khác từ những giọt nước mắt cũng là khả năng đặc biệt của Phượng Hoàng. Số 3. Nhện Aragorn. Nhện Aragorn là một sinh vật được bác Hagrid đem về nhà và nuôi tại Hogwarts. Đây cũng là lý do khiến cho Hagrid bị buộc tội là người mở khóa hầm bí mật. Điều này khiến cho bác bị đuổi vào năm thứ ba. Nhện Aragorn là một con nhện khổng lồ sinh sống tại rừng cấm Hogwarts. Sau này được Hagrid dựng vợ gả chồng cho nên số lượng nhện khổng lồ đã tăng lên đột biến. Giống loài của Aragorn
rất sợ tử xà Basilisk, được coi là kẻ thù truyền kiếp của loài nhện. Aragorn đã chết vào năm thứ sáu tại Hogwarts của Harry, nhưng con cháu của Aragorn vẫn còn và đã tấn công Hogwarts vào trận chiến cuối cùng tại Hogwarts. 4. Bạch Kỳ Mã. Bạch Kỳ Mã là một loài vật linh thiêng và thanh khiết, được biết đến là lần đầu trong năm học đầu tiên của Harry Potter. Chúng được miêu tả là một loài cực kỳ đẹp nhưng buồn, mà ngọc trai và cực kỳ nhanh nhẹn. Lông đuôi, sừng của Bạch Kỳ Mã được dùng để tạo đũa phép và học trong môn độc dược. Máu của chúng có thể có khả năng kéo dài sự sống, cho dù cơ thể hay linh hồn có thảm hại đến chừng nào. Nhưng những ai chạm vào máu của Bạch Kỳ Mã đều có một cuộc đời sống dở chết dở khi nỡ làm hại một vật trong sáng như thế. 5. Băng mã. Băng mã là một loài lai giữa ngựa và chim, đầu chim, thân ngựa và có cánh. Được nhắc đến lần đầu vào năm thứ ba khi Hagrid dùng để dạy bài học đầu tiên cho học sinh. Chúng có nhận thức và lòng tự cao khá lớn, nhưng khi được tôn trọng, chúng sẽ sẵn sàng cho người khác vuốt ve, thậm chí là cười lên. Những khi bị xúc phạm, chúng sẽ sẵn sàng tấn công. 6. Vong mã. Loài thú vô hình Thestral. Vong mã, loài sinh vật huyền bí được xếp hạng 4X, hay còn được biết đến như là những con ngựa sở hữu lông đuôi làm ra chiếc đũa phép đáng sợ nhất lịch sử của giới phù thủy. Vong mã, một cái tên đầy chất tăng tốc như bề ngoài của chúng. Vong mã có ngoại hình xấu xí đến mức ghê rợn, thân hình to lớn của chúng được mô tả là không có thịt, bao bọc bởi một lớp da đen tuyền trơn và mỏng đến nỗi như trơ hết xương sẩu trên cơ thể ra. Phần đầu của vong mã nhìn tựa như là của loài bò sát, hay là một cái đầu lâu rồng có da bao bọc, và nổi bật trên đó là đôi mắt sáng lấp lánh, không biểu lộ chút cảm xúc. Không như các loài ngựa có cánh khác, vong mã không sở hữu một đôi cánh có lông vũ, mà là một đôi cánh da đen tuyền khổng lồ giống như là cánh của loài dơi. Theo như Luna Lovegood, chỉ có ai từng chứng kiến cái chết, có đủ nhận thức và chấp nhận cái chết mới có thể nhìn thấy vong mã. Harry Potter vốn không thể nhìn thấy chúng cho đến khi chính mắt cậu chứng kiến việc Cedric Diggory bị sát hại. Ở thời kỳ hòa bình hiện đại thì rất ít học sinh có thể thấy chúng, dĩ nhiên là trừ đám học sinh trong trận đại chiến ở Hogwarts, nhưng thời phong kiến lại khác. Chính vì bởi chỉ xuất hiện trước mắt những kẻ từng chứng kiến cái chết, nên chúng cũng đã cho là loài sinh vật xui xẻo, ghê rợn, độc ác, là điềm báo xui rủi, mặc dù chúng chẳng hề có khả năng làm hại bất cứ ai. Vì vậy, đa số những người cực đoan khi nhìn thấy sẽ có xu hướng tấn công, giết hại hay tìm cách ngược đãi chúng ngay lập tức. Con người né tránh chúng, xua đuổi chúng, cách ly chúng hàng thế kỷ chỉ vì ngoại hình ma quỷ ấy. Khác với nhiều lầm tưởng trong giới phù thủy, vong mã không phải là loài hung dữ gì cho cam. Thậm chí, nó còn là loài sinh vật đầy phẩm chất, hiền lành, dễ thuần hóa, thông minh, đến mức có thể hiểu tiếng người theo cách nào đó. Trung thành, có thể phân biệt rõ đâu là bạn, là thù, và luôn sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai cần đi đường dài. Chúng sống theo bầy đàn trong môi trường rừng đặc biệt là môi trường thiếu ánh sáng, giao tiếp với nhau bằng tiếng thét chói tai và kỳ lạ như là một loài chim quái dị. Cụ thể ở Hogwarts, khi khu vực sống của đàn ngựa này là từ khuôn viên tới rừng cấm, được cho ăn đúng cách và huấn luyện tốt, chúng sẽ không tấn công bất cứ ai nếu như không bị làm phiền quá đà và khiến chúng hiểu rằng họ là mối đe dọa đối với chúng. Thường thường thì chúng cũng chỉ tấn công con mồi là những động vật nhỏ và chim chóc là cùng. Là một sinh vật ăn thịt, vong mã có khứu giác rất nhạy và ngửi được mùi máu, mùi thịt tươi từ khoảng cách rất xa. Chúng có thể bay rất nhanh, nhanh hơn cả những cây chổi tia chớp, mặc dù hầu như chúng không hề đập cánh. Vì thế, chúng thường được dùng để làm phương tiện di chuyển thay cho chổi bay và phép đồn thổ. Mặc dù đa số trải nghiệm đều được cho thấy là không được thoải mái cho lắm nếu đi đường dài, khi có nhiều người bị ù tai, tốn sức để giữ thăng bằng, bởi làn da trơn của chúng và thậm chí là gây hoảng sợ cực độ. Đặc biệt, lông đuôi của vong mã có sức mạnh pháp thuật rất lớn, thậm chí lớn hơn nhiều so với những nguyên liệu vốn được coi là rất mạnh, như sợi tim rồng, tóc tiên, lông đuôi bạch kỳ mã, lông lôi điểu và thậm chí là cả lông đuôi của phượng hoàng. Tuy nhiên, nguyên liệu này rất không ổn định và chỉ có thể được chế ngự bởi một phù thủy có đủ khả năng đối mặt với tử thần. Cây đũa phép mạnh nhất thế giới phù thủy, một trong ba bảo bối tử thần, cây đũa phép cơm nguội, có lõi được làm từ chính nguyên liệu này. Số 7. Gia tinh. Gia tinh là một sinh vật có lịch sử lâu đời đối với thế giới phù thủy. Chúng được coi là người hầu giúp việc cho những gia đình phù thủy lâu đời và danh giá. Mỗi gia tinh bị ép buộc phải phục vụ, tuân thủ theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân cho đến chết hoặc là khi giải phóng tự do. Phần lớn gia tinh bị coi thường và đối xử một cách tàn tệ bởi chính chủ nhân mà chúng phục vụ. Gia tinh có những quyền phép kỳ lạ mà đôi khi chính những phù thủy cũng không ngờ tới, như độn thổ trong Hogwarts hay sống sót
sau khi uống độc dược của Voldemort. Sau trận chiến Hogwarts, gia đình được cải thiện cuộc sống của mình hơn nhờ những nỗ lực của Hermione cũng như cống hiến của chúng. Số 8, giám mục Azkaban. Giám mục Azkaban, Demeter of Azkaban, là những sinh vật nguy hiểm, không có mắt, không có tình cảm, cảm xúc. Chúng ưa mùi chết chóc, luôn luôn hút hết tất cả những niềm vui của người khác, biến họ thành những sinh vật giống như chúng. Mỗi khi giám mục đi qua, nơi đó trở nên lạnh lẽo và đóng băng. Chúng canh giữ nhà ngục phù thủy Azkaban, ngoài biển Bắc. Chính chúng đã làm cho nhà ngục Azkaban trở thành địa ngục. Các cai tù ngục Azkaban được đề cập lần đầu tiên trong phần 3. Chúng được bộ pháp thuật điều đến trường Hogwarts để truy lùng Sirius Black ngay trong chuyến tàu tốc hành để tới trường. Và đó chính là nguyên nhân khiến cho Harry khốn đốn. Vì cứ gặp chúng là cậu nhớ là những ký ức khủng khiếp không nên có của mình trước đây. Điển hình là cái chết của cha mẹ mình. Số 9. Nhân mã. Nhân mã trong thế giới của Harry Potter là những sinh vật hoang dã được cho là có trí thông minh hơn con người. Dù có khả năng nhận thức, nhưng họ không cần công nhận và tránh xa mọi vấn đề liên quan đến con người. Bất cứ nhân mã nào kết giao với con người, ví dụ như là Firenze, đã đồng ý dạy môn chiêm tinh học ở trường Hogwarts sẽ bị các nhân mã khác tấn công và bị bầy đàn xua đuổi. Nhân mã rất giỏi chữa trị vết thương và chiêm tinh. Họ dành phần lớn thời gian theo dõi các vì sao để dự báo tương lai. Nhân mã sống trong các cánh rừng và sống theo từng bầy. Họ không làm việc cho ai và không cần sử dụng bất cứ công nghệ nào cao hơn cung tên và mũi tên. Loại nhân mã rất kiêu hãnh và vô cùng khắt khe trong vấn đề lãnh thổ. Vì vậy, để giao tiếp với họ, nhất thiết phải có tài ngoại giao giỏi. Nếu không coi trọng nhân mã thì rất có thể sẽ phải trả giá đắt, như là mụ Dolores Umbridge đã học được một bài học. Trong tập Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần, bầy nhân mã sống trong khu rừng cấm sau khi bị Hagrid mắng mỏ đã hợp sức cùng với Hội Phượng Hoàng chiến đấu. Số 10. Chó ba đầu Bloodfly. Chó ba đầu Bloodfly là sinh vật họ chó xuất hiện duy nhất tại tập 1. Nó có kích thước lớn, dữ tợn. Trong tập 1 thì nó là vật nuôi của bác Hagrid, được bác hiến cho trường để bảo vệ hòn đá phù thủy. Tuy dữ tợn, nhưng khi nghe chỉ cần một bản nhạc là nó có thể lăn ra ngủ như chết và hoàn toàn vô hại. Trên đây là top 10 sinh vật huyền bí trong Harry Potter. Các bạn thích sinh vật nào nhất? Hãy để lại ý kiến của mình nhé. Video của bọn mình đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share ủng hộ New CV. Xin chào và hẹn gặp lại.